Rồi bên trái. Mời hai bạn mở mặt nạ ra. Chào chị. Rồi, chào em. Bây giờ hai bạn sẽ giới thiệu thật là lớn nha, to rõ để cho hai bạn có thể nghe rõ được những cái lời chia sẻ của nhau. Mời em trai giới thiệu trước. Em tên là Nguyễn Nhân Úc, em đến từ Long An, năm nay em 35 tuổi. 35 tuổi là tuổi là sinh năm mấy? Sinh năm 85. 85, quê mình đến Long An hả? Giờ mình đang làm việc ở đâu? Làm việc ở Sài Gòn. À, lên Sài Gòn lâu chưa? Lên cũng lâu rồi. Ở đâu? Ở bên quận 4. Giờ mình đang làm công việc gì? Môi giới bất động sản. À, với sale, làm môi giới sale và cho vay tín chấp. Đó là làm ngân hàng hả? Công ty. À, công ty buôn bán bất động sản cho vay tín chấp. Bất động sản làm ở ngoài. À, hai công ty đó là riêng. Riêng hết. Tín chấp giờ như uy tín chị là giờ chị vay được nhiêu nè? Từ 10 đến 70 triệu. À, vậy thôi hả? Ôi, uy tín tôi đâu mà bèo dữ vậy. Thôi nghỉ đi, khỏi đi, khỏi vay. À, em làm công việc ở lâu chưa? Em làm cũng được năm mấy. Rồi chị trước đó làm công việc gì? Nhiều thứ lắm. Cái gì có làm được là làm. Đúng rồi. Lên Sài Gòn bao nhiêu năm rồi? Lên 11 năm. Hiện nay đang ở với ai? Ở mình. Ở một mình? À. Rồi có hay về quê không? Có đám tiệc về. Rồi gần quê sát bên thành phố, cách thành phố có 20 cây số. À, Tết chạy về nửa tiếng tới. Ờ, cách 20 cây số mà tới Tết mới chạy về 1 lần hả? Không có nghĩa, em nói chị là đâu có đám tiệc em về. À, giờ mời em giới thiệu. Dạ, em tên là Phương Loan. Em bằng tuổi với bạn trai. Dạ, hiện tại em đang công tác ở thành phố Hồ Chí Minh. Em làm quản lý kinh doanh của một công ty thương mại về hóa chất. Gia đình ở Vũng Tàu. À, hiện giờ ở đây thì em đang ở với ai? Hiện tại em đang ở một mình. Cũng ở một mình. Hai bạn đều thuê trọ ở hết. Dạ. Công việc hai bạn thì tuổi này là 35 tuổi thì cũng chín chắn, cũng ổn định rồi. Tuổi này là người ta cũng có con, có cái, có tề gia lập thất rồi. Ở nhà có hối thúc gì không? Có chứ. Vậy hả? Đông anh chị em không? Em là thứ mấy? Úc. Úc quá hả? Nguyễn, giới thiệu Nguyễn Úc này hả? À, khó Úc thương nhờ Úc chịu luôn. Đúng ha. Rồi. Rồi bây giờ điểm mạnh điểm yếu của Úc là gì nè? Điểm mạnh em mới là vui vẻ, hòa đồng, thích đi da và biết ca hát. Thích đi da, thích ca hát nữa. Rồi có bạn gái rồi đi chơi bạn gái thì đi đâu? Đi uống cà phê, đi ăn quán ăn. Có rủ bạn gái thuộc pizza luôn không? Chưa. Chưa hả? Đó giờ chưa hả? Có rủ bạn gái đi hát thì có. À, đi hát karaoke. Bây giờ hát thử một khúc nghe coi nè, có ổn không nè? Lát chừng nào gặp mặt bạn gái đi. Có cảm hứng. Là hát cho bạn gái nghe. Ghê, nhớ nha. Rồi một chút xíu nữa hát cho chị bạn gái. Chị Tây đúng không? Đúng rồi, Vĩnh Long. Em Long An. Ừ. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em sống rất là lạc quan, rất là vui vẻ. Em rất là thích nấu ăn và em thích nấu ăn cho người yêu. Thích nấu ăn cho người yêu. Tức là cái người đó phải ham ăn nữa. À, thưởng thức cái món ăn của đúng, em phải, đúng phải không? Phải có cái hứng là thích thưởng thức đồ ăn thì em sẽ rất là có hứng để nấu. À, thường em nấu được những món gì? Em nấu những món ăn cơ bản thôi à. Ví dụ như là thịt bò làm với salad, hủ qua dùng thịt, rồi canh chua. Dạ. Mấy món miền Trung, tại em gốc miền Trung. À, vậy là tuyệt vời rồi. Miền Trung là ở đâu em? Dạ, Quảng Trị chị. Quảng Trị. Còn điểm yếu của mình là gì? Điểm yếu của em là em hơi thẳng tính. Hơi thẳng tính thôi, nhưng mà nói rồi thôi, không có để bụng. Dạ. Sống nó mệt mỏi rồi, có gì nói thẳng cho nó khỏe. Nó dạ, bút mở chi nó mệt, mất thời gian nữa. Những lúc em buồn thì em làm gì? Em buồn là em làm đẹp chị. Ờ, đúng, hay. Dạ. Em buồn là em đi spa. Em làm gì cảm thấy em vui. Vậy lúc em vui em làm gì? Lúc em vui thì lúc đang thích ở nhà, em thích nghe nhạc thì em nghe nhạc. Hoặc là em thích nấu ăn thì lúc đó là em có hứng thì em nấu ăn. À, thế còn em, nãy giờ có điểm yếu gì không? Điểm yếu em hả? Điểm yếu em hơi lười nấu ăn. Đây, nấu ăn, lúc mà có lười ăn không? Không, em ăn dữ lắm á. Đây, bên đây nấu, bên đây ăn, được chưa? Em lúc trước em ăn nhiều nhưng bây giờ em không bớt ăn lại. Sao vậy? Sợ mập. Bắt đầu phát tướng rồi đó. Lúc trước em có 5-8 kg mà em ăn nhiều lên 7 mấy. Ghê vậy. Nó 5-8 lần này chắc. Tài chưa? Thấy bắt đầu phát tướng rồi đó. 7 mấy cái giờ em ăn ít lại, không dám ăn nhiều. Ăn nhiều sợ lên 100 kg luôn, không dám ăn. Nói nghe thấy ghê vậy. Rồi ngoài ra còn gì nữa không? Có tật xấu gì không? Hết rồi, hết rồi. Tốt hết luôn á hả? Ngoài cái miếng nấu ăn thôi còn như là tốt hết phải không? Hay quá. Tình trường sao? Chạy qua 2 mối tình. 2 mối tình. Rồi kể nghe coi. Mối tình từ sinh viên á, mà em đi học chưa ra trường, như người ta không có đợi mình lâu được. À. Gái người ta đợi lâu mình, gái ta thiệt thòi, người ta đi lấy chồng. Rồi. Mối tình thứ hai ra trường rồi, quen cũng khoảng 6 mấy tháng gì đó. Em phát hiện người đó bắt cá hai tay nên em chia tay. Em dở quá. Tại em không có chiêu, người ta quen em rồi mà người ta còn đi kiếm người khác. Quen trước em. Ồ, nhưng mà khi em quen em không biết người ta biết. Có sau này á chia tay trong tháng sau người ta đám cưới. Trời ơi. Em chỉ là người để lấp vào những chỗ trống thôi, lúc người ta buồn người ta cái lộn bạn trai người ta mới đi chơi với em. Đúng rồi. Thì còn đáng thương thay. 6 tháng mới phát hiện. Sáu tháng. Rồi từ đó chia tay mối tình đó tới nay bao lâu rồi?
chia tay hả? Này 6 năm rồi đó. Ừ, rồi tại sao 6 năm qua không có kiếm được ai? Tại cái duyên mình chưa tới á chị à. Thôi phải tìm hiểu nguyên nhân tại sao ế chứ duyên gì. Tại quen chưa người nào hợp với mình á. Chưa. Cũng có dòm ngó để ý qua lại tìm đúng kiếm rồi. Mà không thấy ai hết. Không có thấy ai được ai hết á. Tính là chương trình để được đâu lên trình lên chị. Nhưng mà mình có nghĩ là mình có khó tính quá không? Không, em rất là dễ. Mình có xấu tính xấu nết gì quá không? Không. Có khiếm khuyết gì không? Chị thấy nhìn em có khiếm khuyết được. Chị nhìn bên ngoài sao chị thấy được bên trong? Nhìn bên ngoài coi đoán ra được bên trong không? Được không? Trời sao chị đoán được? Trời ơi. Em không có khó tính, em dễ lắm. Dễ lắm phải không? Dân miền Tây là thường là dễ dàng. Em là thường khi đi nhậu em nói chuyện với bạn cười nhiều lắm. Hay là tại em lo nhậu, em lo thục đi da hoài rồi em không có thời gian đi chơi với bạn gái, không có thời gian tìm hiểu chăm sóc bạn gái cho nên là người ta mới đi. Có chăm sóc chứ. Có chăm sóc không? Nhưng mà tao cá hai tay rồi, người ta không có thương mình thật lòng đâu mà người thương người đầu tiên. Em là người thứ hai, chị hiểu không? Đâu có thương mình thật lòng đâu mà mình phải là người ra đi thôi chứ chị. Nhưng mà em nghĩ em có phải là mẫu người lãng mạn không? Em có ga lăng không? Ga lăng. Ví dụ sao gọi là ga lăng? Một cái ví dụ coi. Dẫn bạn gái đi ăn. Mua quà tặng bạn gái. Gọi là ga lăng đó hả? Còn lãng mạn là sao? Ví dụ sao gọi là lãng mạn? Lãng mạn hay sao? Cái lãng mạn hơi khó quá. Gì đâu khó, vậy cũng là lãng mạn nè. Ví dụ như một cái mình chuẩn bị một cái gì đó bất ngờ cho bạn gái mình vui. Tặng đồ hả? Đó là lãng mạn. Được, dân miền Tây là phóng khoáng lắm, chị đồng ý. Người miền Tây là tính tình hiếu khách, phóng khoáng. Có 10 đồng xài 11 đồng luôn. Đổ nợ luôn, chơi luôn. Rồi, em gái sao em? Dạ em cũng có 2 mối tình. Thì cái mối tình thứ hai của em thì em chia tay hơn 1 năm rồi. Thì cũng là do ảnh cũng không có rõ ràng, cũng có người khác. Cũng có người khác luôn. Người khác đó tới trước em hay tới sau em? Cũng tương tự với bạn trai luôn á. Tức là hai người quen nhau xong rồi chia tay. Thì lúc em quen á thì em không biết là hai người đó còn quen hay không. Em có nói chuyện với bạn gái đó. Thì bạn gái đó nói là thôi bây giờ mình cứ quen ảnh đi. Thì biết đâu người đến sau hợp người đến trước. Thì cứ nghĩ là hai người đó chia tay. Em không biết sao mà hai người đó vẫn qua lại. Cho nên là tình cũ không đủ cũng tới. Cái mối quan hệ kia không có rõ ràng rồi đúng. Khi quen em rồi nhưng mà vẫn còn dây dưa bên đó rồi cuối cùng quay trở lại bên đó luôn. Dạ nhưng mà cái việc đó thì em không có chấp nhận được cái chuyện đó. Đúng rồi, sao chấp nhận được? Mà em quen bao lâu thì em mới phát hiện? Từ đầu á là đã biết rồi chị. Nhưng mà biết rồi sao còn chơi? Không, từ đầu thì bây giờ lúc đầu em nghe như vậy thì em cứ nghĩ là hai người chia tay, em đâu có biết là hai người qua lại đâu. Thì nghĩ là chia tay rồi thì quen nhau chia tay chuyện bình thường thì mình cảm thấy mình mến thì mình quen thôi. Nhưng mà rốt cuộc là quen được bao lâu, quen anh đó bao dạ, lâu? Dạ cũng gần 3 năm. Bên này tao có 6 tháng người ta phát hiện rồi mà làm gì 3 năm mà bên đó dây dưa mà cứ để hoài vậy. Chia tay bao lâu rồi? Dạ hơn 1 năm rồi. 1 năm nay có khi nào còn có liên hệ qua lại gì với nhau nữa không? Thỉnh thoảng thì anh cũng hỏi thăm thôi chứ còn em thì em không có, em rất là rõ ràng cái việc đó rồi. Anh đó có quay lại với cô kia không? Dạ sắp cưới. Chúc mừng hai bạn đã có một cái tình yêu rất giống nhau. Mong hai bạn hãy tỉnh táo hơn ở lần sau nhé. Bỏ qua chuyện cũ đi. Bây giờ em muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Tìm gái hả? Bạn gái chứ không phải tìm gái. Tìm bạn gái. Em nói bạn gái mà. Chị nghe không rõ hả? Không rõ. Tìm gái là dễ thương. Da trắng. Thương em thật lòng được rồi. Hình có tiêu chuẩn gì không? 1m55 trở lên được rồi. Cũng đơn giản quá ha. Đơn giản. Thích người cổ điển, người hiện đại, tóc dài, tóc ngắn, phong cách như thế nào? Em thích phụ nữ tóc dài hơn, nhìn nó nữ tính hơn. Thôi chị đi về nha, hai đứa tự nói chuyện nha. Thế còn em, mẫu người bạn trai của em mong muốn là như thế nào? Em thích một người có công việc và có suy nghĩ về gia đình và có cái sự mang cái tính chất xây dựng, tức là phải biết cân bằng giữa cái công việc và cái cuộc sống gia đình của mình á. Thì nó mới bền được. Về ngoại hình? Ngoại hình thì em dễ nhìn là được, với lại là vui tính. Anh thích người về tính cách thì thích vui tính. Nãy giờ thấy bên đây là vui rồi đó. Nhưng mà đừng có vô tư quá. Không biết có vui quá hay không thôi chứ thấy vui rồi đó. Dạ, thấy ảnh hơi vô tư. Hơi vô tư hả? Không, tại người miền Tây phong cách vậy đó. Cũng phải lo lắng mần ăn đồ chứ. Thấy công việc cũng giỏi mà làm đủ thứ việc. Điều gì em không thích ở người đàn ông? Em không thích ở người đàn ông đó là cái tính li ti. Tính toán chia ly đó. Thì em thích cái người nó thoáng với cái việc đó xíu. Em thì cũng thoáng, thoải mái với vấn đề đó, không có gọi là keo kiệt. Thì em cũng cần cái người đó như vậy. Em nghĩ mình có phải là người tính toán keo kiệt không hay là... Không, em là người miền Tây tính tình phóng khoáng lắm. Chị nói đúng phải không? Có 10 xài 11 luôn phải không? Hồi trẻ thì ác kim vợ với khác để dành tiền để làm ăn chứ chị. Bây giờ đã có được mới vốn nào để làm ăn với để lấy vợ chưa? Đủ lấy vợ. Có phải phụ thuộc gia đình không? Không. Tự lập. Đó, vậy được rồi. Có hình không? À dạ có chị. Hai bạn có đem hình không? Cho mượn em coi. Em chụp hình không có ảnh, em có chụp. Ngầu dữ gì? Em chụp hình không có ảnh, nên em ít khi nào em chụp hình lắm. Ba cô chọn một cô được rồi. Hai anh chọn một anh. Theo giác quan cảm giác của mình thôi. Theo em thì em thích ai? Đây này.
Lý do tại sao chọn người đó? Da trắng em... À tự mình thích là mình chọn thôi đúng không? Thích chọn. Rồi em nghĩ là anh nào? Nghĩ là anh này. Lý do sao nghĩ anh đó? Hình mới chụp nãy luôn đó. Em nghĩ là anh này. Sao nãy chọn anh này giờ qua anh này? Tại vì anh này mập quá mà anh này nói 70 kg à. Rồi xin mời hai bạn hãy nhìn về cửa trái tim ha. Chị Tường sẽ mở cửa trái tim này ra để xem là sự chọn lựa của hai bạn ngày hôm nay có đúng hay không. Em chào anh. Chào em. Đúng không em? Đúng. Mừng quá, đúng tặng quà luôn em đúng. Ơi anh được có bó quà anh tặng em. Cảm ơn. Em cũng có món quà tặng anh. Rất là nhiều món á anh. Rất là thiết thực. Rất trời là nhiều món đâu, cho tôi coi coi món. Cảm gì. Cảm ơn em. Nhiều món thiết thực nè, cho tôi coi với coi nè. Lấy đi chứ, tiền quà của em mà chị tò mò thôi chứ chị đâu thể nào tự tiện hả? Đúng là thiết thực thiệt. Trời, có kem đánh răng chi vậy em? Này gì đây? À, nước rửa tay diệt khuẩn em. Điều ơi khuẩn. Ờ, mình ăn uống gì mình rửa trước khi ăn ha. Bịt mặt mùi dịch thì được, nước rửa tay diệt khuẩn thì được. Tặng kem đánh răng chi em? Tại vì cái loại đó em xài em thấy tốt à. Cho nên là giới thiệu cho anh xài luôn. Em cảm nhận gì về những món quà của cô ấy tặng cho em? Món quà này có ý nghĩa. Ý nghĩa gì? Ý nghĩa là đi ra đường là sạch sẽ thơm tho đó. Sạch sẽ thơm tho là chống bị vút Covid. Covid. Rồi, cảm ơn hai bạn. Đầu tiên khi cánh cửa đó tim này mở ra thì cảm nhận đầu tiên của em là gì? Bạn gái là đúng ý em tìm. Đúng luôn á hả? Ừ. Ý em tìm là vậy luôn á hả? Dạ. À, rồi chúc em may mắn. Dạ. Nãy em nói em sẽ hát cho tặng bạn một ca khúc để anh hát anh tặng em. Rồi cái. Mời em luôn. Họ ơi, thương em gái miền Tây, mà đó hay hay thương em đời bão mưa nắng. Chứ chung tình anh vẹn trọn tình chúng. Thương em rồi anh hẹn mùa quá cưới, duyên cao châu chúng mình thành đôi. Mặn nồng hai chữ sắc son, vì em là con gái miền quê thiệt thà. Bằng lòng đi em, lên làm dâu nơi chốn đô thành. Phan, để hết hơi rồi. Rất rồi, ngồi thẳng lên cho nó có hơi. Bằng lòng đi em nè, 2, 3. Bằng lòng đi em, lên làm dâu nơi chốn đô thành. Thiền qua đựa đoan, bên trăm năm trọn đời bên nhau. Em sẽ làm dâu nhà anh sẽ làm chàng dế miệt vườn. Đã thương nhau rồi thì em mới thề câu hẹn ước. Đời có bể dâu hai vật đổi sao dời. Thương nhau chính đời mười chờ, để anh sang thẻ nhờ người mối mai. Tơ hồng kết tóc nên đôi, bền duyên son sắc thủy chung một lòng. Hai. Em dung quá chị ạ, em dung quá. Có cố gắng, có cố gắng. Rồi. Em dung mà không hụt hơi luôn, hát không hơi luôn. Hụt hơi luôn. Rồi được rồi, đẹp trai cũng bằng hay hát. Hát hay, có ý nghĩa, có đầu tư. Bây giờ thì Tường dành cho hai bạn một không gian riêng ít phút để có thể trò chuyện với nhau ha. Thời gian chương trình có hạn, phải tranh thủ, cần gì phải hỏi liền nha. Mời hai bạn thưởng thức món ăn ngon của nhà hàng Hoàng Yến. Đây là món mì ý sốt kem ha, với sợi mì dai được bao bọc bởi sốt kem rất là béo, ăn kèm với hải sản ngọt thịt sẽ là một món ăn cực kỳ hấp dẫn dành cho hai bạn luôn. Và còn có thêm một cái dĩa trái cây nè, bánh nè, rất là hấp dẫn. Mời hai bạn thưởng thức món ăn và đừng quên trò chuyện với nhau nha. Chị Tường sẽ quay lại liền. Chị đi cho em dung quá. Em ở Sài Gòn, em ở quận mấy em? Em ở Tân Bình. À, Tân Bình em ở đường nào? Em ở Hoàng Việt á, gần ngã tư Bảy Hiền á. Biết rồi. Chứ mình đã nói qua Bình Tân là thôi là anh mù đường. Qua Bình Tân anh lạc hoài à. Em nói em ở Vũng Tàu hả? Gia đình ở dưới đó anh. À, em ăn đi. Dạ, anh cũng chung. Mỗi cái lúc mà buồn á thì anh làm gì? Anh đi thích đi da. Có gì khác không? À, với đi hát karaoke. Em cũng hay hát lắm. Hát mà tại sao bữa nay anh dung quá, anh sao anh gặp em anh dung quá anh hát nó yếu hơi không nổi. Em cũng hay đi hát với bạn. Dạ. Anh thích uống da đó. Vậy thì chắc bình thường anh ăn ngoài không, không có nấu ăn. Không có nấu ăn, ăn ngoài không à? Anh lười nấu ăn nè. Nhiều khi em một mình em cũng làm biếng nấu ăn á, mà có hứng. Anh nấu ăn mà anh thích nấu món cơm chiên hải sản, cơm chiên Dương Châu là anh thích anh nấu đó. Làm nấu ở ngoài luôn hả? Món đó anh nấu, hai món đó anh nấu ngon. Mấy món khác anh không biết nấu hả? Nấu nhưng mà nấu dở lắm. Nấu nhiều mới khẩu như miền Tây, cá nấu bên chua rồi cá kho để nấu được. Thí dụ mà hai đứa mà quen nhau mà hợp, tao không bao em nói bao lâu rồi tiến tới hôn nhân được em?
Em nghĩ là khoảng 1 năm là làm được rồi. Năm để 1 năm trả lại hả? Anh thấy cũng được. 1 năm trả lại là ý anh thì sao, ý thích của anh thì sao? Thì cũng 1 năm trả lại, mình sẽ cũng lớn tuổi rồi ha, 1 năm trả lại mình cũng tìm hiểu cũng kỹ rồi ha. Mình tạo cơ hội gặp gỡ để tìm hiểu, để hiểu thêm. Em thích người miền Tây không? Em cũng thích, em cũng có nhiều bạn miền Tây lắm. Tây đó hả? Em thấy người miền Tây làm sao? Miền Tây thì thường là rất là nhiệt tình, rất là thật lòng á. Anh ở miền Tây mà anh sát cái bên Sài Gòn luôn à? Nói vậy thôi chứ nói Sài Gòn luôn. Chứ đâu có xa xôi gì đâu. Đúng rồi. Anh thích người miền Trung lắm á. Vậy hả? Hồi đó anh đi ra Quảng Ngãi chơi. Có một bạn ngoại nó hiếu khách, nó có diện đãi ăn cho ăn xả láng luôn. Nhưng mà vì sao anh thích người miền Trung? Người ta thật thà, hiếu khách. Đúng rồi, rất là hiếu khách. Đúng như người hợp như người miền Tây vậy, anh thích. Mà gia đình em thì vào đây lâu rồi. Lâu rồi hả? Em sinh trong này luôn. Ba mẹ miền Trung hết luôn hả? Dạ đúng rồi. Em nói mới Quảng Bình phải không? Quảng Trị. Quảng Trị. Dạ. Em cũng ít về quê lắm. Về quê hả? Em thích lập nghiệp ở Sài Gòn luôn hả? Là về Vũng Tàu. Em thích lập nghiệp ở đây. Anh cũng như em vậy. Sau này già thì thích về quê. Đúng rồi. Còn giờ làm việc thì thích ở đây tại vì nó có nhiều cơ hội hơn. Đúng rồi. Anh là thích mà làm việc Sài Gòn, nhưng mà chủ nhật là anh thích đi qua mấy vùng quê rồi anh chơi nó có cây cối sông nước là anh thích vậy đó. Và thường yên là cuối tuần anh đi đâu? Hơi bụng bồ anh chạy xuống nhà bè quận 7 rồi đó. Rồi anh xuống nó có cây uống, có cà phê nằm võng, cây có cây cối là sông nước là nhìn nó y chang miền Tây, anh thích chỗ đó. Nhưng mà hiện tại giờ anh ở quận mấy ta? Quận 4. Quận 4 chạy qua quận 7 không xa. Kế bên, sát bên. Về Long An anh còn gần mà định qua quận 7 nhà bè. Anh nói là anh ở Úc nhưng mà mấy anh chị trong nhà là lập gia đình hết chứ? Hết rồi. Vậy còn mình anh thôi hả? Rồi còn em thứ mấy trong gia đình? Em kế Úc, còn đứa em trai nữa. Gặp mặt anh á, em mới thấy anh là người miền Tây nè, em có thể thiện cảm hoặc không, khoảng bao nhiêu phần trăm? Em không quan trọng người ở đâu, nhưng mà em cảm thấy là dễ mến mà mình có thể nói chuyện với nhau là được. Em thấy như mà em có thiện cảm với anh là bao nhiêu phần trăm á? Có nhiều em nói cho anh biết được không? Tại vì em chưa có cân, chưa có đo, phải suy nghĩ. Tức là em nghĩ chắc cũng phải là 70%. 70%. Anh nghĩ về em sao? Anh có thiện cảm em 100% luôn á. Vậy hả? Về điều gì là thiện cảm nhất? Nhất là anh thích người miền Trung. Theo anh thì anh nghĩ là cái chuyện gì nó quan trọng nhất là trong cái việc mà nghĩ đến quyết định gia đình này nọ. Nãy giờ tôi đi tâm sự gì được nhiều chưa? Nhiều. Có hẹn hò được chưa? Hôm nay quên hỏi. Chuyện chính là em thấy như một lần là mình hẹn nhau gặp mấy lần là được em? Tùy anh à. Chứ em thì bữa tối thì hiện tại là em không có bận gì hết á. Trừ khi có những lúc em đi học thôi. Em học gì? Em học thêm về Facebook Marketing. Vậy là cuối tuần gặp nhau được phải không? Cuối tuần anh hẹn trước tại vì thường cuối tuần em hay về nhà hả? Dạ không. Về Vũng Tàu á. Vũng Tàu, tôi có từng em về Vũng Tàu hả? Cuối tuần nào em cũng về, mà em về như vậy 7 năm trời rồi đó. Xuyên quá. Lập ngàn cái bền mà mình không có gì mà Vũng Tàu về. Không phải xuyên nhưng mà mình có cái động lực hai đứa về Vũng Tàu luôn được không? Được. Có xuyên không? Xuyên chứ. Đi Long An không xuyên chứ Vũng Tàu xuyên à? Đi Long An tại mình buồn, đi hai người nó vui hơn xuyên. Trong tuần mình em đi làm giờ hành chính hay là em làm ngoài giờ? Em giờ hành chính rồi. Làm nhận chính thì tối là gặp nhau được rồi, đâu cần phải cuối tuần. Em về Vũng Tàu là chủ nhật thứ bảy em. Em về thứ bảy. Ví dụ như anh có hẹn em thì hẹn trước thôi, thì em sắp xếp. Em về thứ bảy, chủ nhật em lên gặp anh cũng được. Đúng không chị? Rồi trong tuần không hẹn con khác hả? Đâu có. Sao nãy giờ nói cuối tuần không nói giữa tuần? Cuối tuần đi làm. Đi làm thì đi làm, tức chiều tối về rồi, chiều về rồi. Cuối giữa tuần hẹn cũng được. Nãy giờ nói chuyện em mà anh dung quá, anh không nói được nhiều. Nãy giờ mà không nói được nhiều hả? Thấy nói quá trời vậy mà không nói được nhiều hả? Em thấy anh nói nhiều không em? Nội dung sơ sơ không à chị? Chưa có nói sâu vô. Không sâu. Tại vì anh dung quá anh không biết hỏi gì sâu. Bây giờ là cứ chơi coi chương trình đi cho nó đớt bớt gung đi, rồi muốn hỏi sâu gì tôi hỏi giùm cho. Bóc lá bài đi đọc lớn lên. Bạn gái đối diện hãy sắp xếp các chữ cái sao thành câu có ý nghĩa. Mày yêu cầu bạn gái phải không? Bây giờ em sắp xếp theo cái yêu cầu trong đó đi. Qua tôi đứng tôi coi coi. Bạn gái đối diện hãy sắp xếp các chữ cái sau đây thành câu có nghĩa. Rồi cái câu này là yêu anh nhé đó chị. Yêu anh nhé. Hay quá vậy, sao tôi không nhìn ra vậy? Qua em phải không? Em tới tòa em phải không? Đúng rồi, tới phi cổ. Hồi nãy em bóc mà. Đúng rồi. Vậy phải cổ bóc chứ. Dễ, yêu cầu quá. Phối hợp, bạn gái mô tả bằng hành động, động tác, bạn trai phải đoán đúng. Đó. Đúng là thưởng hôn má. Sai là thục dầu ba cái. Đúng, được hôn má. Sai, thục dầu ba cái thì em làm gì khó khó đi. Em sẽ làm. Em về em nói là cái từ đó có mấy từ. Rồi em làm. Rồi anh đoán. Mà em làm, anh đoán đúng thì em bị hung.
Anh nói trật thì anh thục dầu. Trời ơi, thục dầu okay. À, em dở cái thương thục dầu lắm. Mời hai bạn bắt đầu. Cụm từ đầu tiên có hai chữ đúng không? Dạ đúng rồi. Có hai chữ, rồi nhìn cổ đi. Cụm từ đầu tiên, hai chữ. Ừ, nhìn nè. Thấy khó chịu à. Sai, cho em đoán ba lần. Gần đúng rồi đó. Làm lại đi em, làm lại đi em. Làm cho đúng cho người ta diễn thôi. Mặt nghiêm. Tức là đó, cái hành động đó là anh diễn tả bằng cái từ gì, là em đang như thế nào? Đã có hai từ đó hả? Đúng rồi. Hụt dâu. Hai từ đó. Khó chịu. Khó chịu thua đi, đó. Đi. Khó chịu gần đúng rồi hả? Ờ, biểu hiện cảm xúc là gần đúng rồi đó. Bực bội. Hụt dâu. Giận dữ. Nó là giận dữ. Trời ơi. Trời ơi. Giận dỗi. Giận dỗi. Tức là em đang giận anh á. Giận dỗi là khác, bực giận dỗi là em biểu anh đi đi, sao anh không đứng lại. Không, còn giận dữ là khác, bực bội là khác nữa. Thục dầu ba cái. Ba cái hả? Lò lẹ đi, còn vô còn câu nữa, hai câu lận. Trời ơi. Một. Đồ bét đồ ha. Hai. Ba. Về chỗ câu thứ hai em. Câu thứ hai có ba từ, nhìn cho kỹ. Ba từ. Ba từ đó có từ em anh. Nhìn chị rồi. Cô này muốn hung. Cô này muốn hung. Rồi tiếp đi. À gì? Anh yêu em. Chị đúng hả? Không đúng. Làm lại cho người ta đi. Gần đúng luôn rồi đó. Trời ơi, người ta diễn tả vậy kìa. Coi người ta chỉ, coi người ta chỉ từ đâu qua đâu. Còn lẽ nói tiếng Anh. Không có. Tiếng Việt. Thế hả? Anh để ý lại nè, em làm nè. Ừ. Lẹ đi qua hung nè. Em yêu anh hả? Đó, qua hung đi, còn gì nữa. Người ta đã chỉ. Không có ai mà đi đố người ta có ba từ mà nói luôn trong đó có từ anh với từ em. Là em muốn bị hung. Được hung quá. Hung mã phải không? Đúng rồi, muốn hung đâu. Cái này trời ơi. Cố tình. Lời. Còn lần nữa hả? Hết rồi. Nãy giờ thật sự làm chơi cho mình vui vẻ thoải mái ha. Bây giờ cơ hội cuối cùng 30 giây dành cho hai bạn. Mình còn muốn tìm hiểu điều gì, muốn nói gì với nhau nữa hay không? Bởi vì thật sự lên đây thời gian không có đủ để mình tìm hiểu đâu. Nó chỉ là cái cảm xúc. Mỗi bạn 30 giây nữa, xin mời em. Em nói trước phải không? Ok. Đến với chương trình này anh với em cũng cái duyên. Và anh không biết nói gì hơn, tại vì chương trình nó ngắn quá đi. Anh không có chứng minh tình cảm nhiều để dành cho em được. Em hãy cho anh một cơ hội. Một thời gian dài anh đã chứng minh tình cảm để anh dành cho em. Em thì cũng có chung suy nghĩ với anh. Thì ở đây chương trình thời gian ngắn lắm, cho nên là mình cũng không có hiểu được về nhau. Thì sau này em cũng hy vọng là mình cho nhau cơ hội để có thể là hiểu về nhau nhiều hơn. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm quay tường. Nếu đồng ý hẹn hò, bấm mạnh. Mà nếu không đồng ý hẹn hò, lấy tay ra. Đơn giản thôi. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình. Suy nghĩ thật kỹ, trái tim ta rung động. Ta thấy đối phương đúng là một nửa mình đang đi tìm. Mình muốn cho cơ hội để tìm hiểu, cho cả hai một cơ hội thì mình bấm. Phải bấm bằng chính cảm xúc của mình. Nhắm mắt lại hai bạn. Một. Hai. Ba. Rất đều nhịp. Ủa sao hai bên nó nhịp dữ vậy ta? Chúc mừng hai em, cảm xúc dâng trào cùng một lúc. Cảm ơn chị. Qua đây đứng. Nắm tay nhau nha. Gửi tặng em, đây là một phần quà của chương trình. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản. Với chất son lì, không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn, để cho em làm đẹp nha. Đây, sắm vé xem phim của rạp chiếu phim Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Lát nữa đưa bạn gái đi coi phim luôn. Cơ hội, chương trình tạo cơ hội để hẹn hò. Đồng ý không? Đồng ý. Hôm nay là ngày chính thức chúng ta nắm tay nhau, để hy vọng là ngày vui sẽ sớm đến với tụi em và sẽ báo tin vui cho chương trình. Một nụ hôn dành tặng bạn gái kỷ niệm ngày gặp mặt hôm nay. Chào anh, hôn em nha. Ta chưa gặp đầu á, ông hôn luôn. Chúc hai bạn. Alo chị ơi, chị có nghe tiếng hiệu bên em rõ không ạ? Dạ nghe. Dạ vâng, bây giờ chị giới thiệu những cái thông tin cơ bản về bản thân của mình nha chị nhá. Dạ. Công việc nghề. Em tên Lê Hoàng Khanh, sinh năm 1998. Em đang làm kế toán. Rồi có giới thiệu gì nữa không anh? Rồi bạn quê ở đâu? Hiện tại bạn đang ở. Em quê ở Bình Thuận. Hiện tại thì em đang làm việc tại Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Bạn kế toán cho công ty là bên mảng gì?
Dạ công ty em bên mảng logistics. Logistics. Bạn vào thành phố lâu chưa? Dạ em vào được 6 năm, em đi học 4 năm với lại em làm việc được 2 năm. Một cô gái như thế nào? Có mạnh được yếu ra sao? Dạ sao anh nói em không nghe rõ. Bạn Khanh là một cô gái như thế nào nhỉ? Có điểm mạnh điểm yếu ra sao? Dạ em em tự thấy là mình là cô gái thân thiện vui vẻ. Điểm mạnh của em là nấu ăn ngon, còn điểm yếu thì điểm yếu thì lâu lâu em nói hơi nhiều với lại lâu lâu hơi hơi lâu lâu em cũng không biết nữa anh. Rồi nấu ăn thì thường mình nấu được tất cả các món hay sao? Dạ nấu được tất cả các món, nấu nấu phở, nấu mì Quảng, nấu nói chung món nào cũng nấu được, còn món không nấu được thì em lên mạng em coi công thức cái em tự nấu. À rồi thì trước giờ thì chuyện câu chuyện về tình trường của bạn như thế nào anh ơi? Dạ em có ba mối tình, một mối tình hồi cấp 3, còn một mối tình thời sinh viên, rồi một mối tình là gần đây nhất là lúc em đi làm, là cách đây khoảng 5 rưỡi 2 năm. Rồi thì cái mối tình nào thì đối với bạn là sâu sắc nhất và kéo dài nhất? Dạ chắc là mối tình hồi cấp 3. Tại lúc đó vừa ôn thi cấp 3, vừa ôn thi đại học, cái cũng tình cảm gà bông nó dễ thương. Rồi, cái còn cái mối tình mà gần đây nhất á thì là lúc đi làm thì là kéo dài được khoảng bao nhiêu lâu và ai là người chủ động, xong rồi vì sao chia tay? Mối tình nó kéo dài được gần 1 năm, tại vì bạn em lớn tuổi hơn em mà lúc đó em mới đi làm, cái kiểu em còn con nít quá, cái thấy hai người cái lối suy nghĩ không hợp nhau, một người thì bận công việc, còn lúc đó em thì mới đi làm, em còn cuộc sống màu hồng rồi thích mấy cái lãng mạn đó, còn bạn kia thì bận rộn nhiều, không nhắn tin cho em, cái rồi tình cảm nó không có liên kết á, xong rồi tự em nói chia tay luôn. Là tự em nói chia tay là do bạn ấy vì bận công việc đúng không? Và bạn ấy cũng thế thì bây giờ em cảm nhận, bây giờ em đã đi làm rồi, sau một quá trình đi làm rồi già dặn hơn rồi, thì em cảm nhận là trong cuộc tình đấy thì ai đúng ai sai? Dạ em nghĩ là cũng không ai đúng không ai sai, tại vì cái thời điểm đó suy nghĩ mỗi người khác nhau thôi, mà chắc em cũng sai mà bạn đó cũng sai, cũng không không có lỗi hoàn toàn hết một người nào hết, em cảm thấy vậy. À rồi ok. Rồi bây giờ em mong Khanh em có tài gì không, em biết hát không hoặc là... Dạ không, em hát ghê lắm anh. Em không hát được. Ngoài làm kê toán em có tài lẻ gì? Tài lẻ của em em tài lẻ của em biết nấu ăn rồi anh. Làm bánh. Làm bánh. Làm bánh. Dạ. Thường làm những loại bánh gì nhỉ em nhỉ? Em làm bánh bánh mót, các loại bánh mót, rồi bánh tát trứng, bánh bông lan trứng muối. Nói chung là mấy mấy bánh ngọt thì nhiều.
Rồi, bánh 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 bếp lạnh á, bánh cũng không cần lò nướng nhiều, mấy cái bánh bánh lạnh châu Âu. Thế vậy cái hôm mà ghi nếu mà em được chọn phòng ghi hình ấy thì gặp bạn trai thì em có sẵn sàng tự mình làm một cái bánh để tặng bạn trai không? Dạ được, em làm bánh ngon. Em hay làm đem lên công ty, mấy chị trên công ty em khen. Bây giờ em mong muốn chương trình tìm cho mình một mẫu người như thế nào nhỉ? Em mẫu người bạn trai, em thích mẫu bạn trai chủ động, đôi khi hơi lãng mạn một xíu, chung thủy, với lại ưa nhìn đi, ưa nhìn. Rồi, chiều cao là được. Chiều cao em 1m55 thì bạn em chắc cỡ mét mét bảy là được rồi, cũng không không cần, nói chung là cỡ mét mét bảy đi anh. Gầy hay là ốm, trắng hay là Ốm đi, trắng càng tốt, chung chỉ cần ưa ưa nhìn xíu là được, không cần mà trắng quá hay là đó. À với lại em theo đạo Thiên Chúa, nếu mà được thì em bạn trai em mà theo đạo của em, sẵn sàng theo đạo em thì càng tốt. bạn trai nên là đạo Thiên Chúa đúng không? Nhưng mà nếu mà bạn trai mà đạo Phật thì mình với nhau hay là không luôn? Nếu mà sẵn sàng theo đạo em thì tốt, còn đạo Phật thì nếu mà hai người tìm hiểu thì em nghĩ là nếu mà có lắm thì đạo ai nấy giữ, nhưng mà em nếu mà được thì theo đạo em thì vui hơn. Nếu mà deal mà được thì là theo đạo em thì sẽ tốt hơn đúng không? Nhưng mà có cái trường hợp xảy ra là đạo giữ. Trường hợp gì ạ? Nhưng mà nếu nếu mà bạn trai bạn không đồng ý theo đạo của em thì sao? Thì chắc là đạo ai nấy giữ, nhưng mà mình tôn trọng đạo nhau là được. Rồi ok. Rồi về công việc nghề nghiệp của bạn đấy thì như nào thì phù hợp với em? Công việc nếu mà phù hợp thì em mong muốn là kiểu bạn cũng làm văn phòng với em, xong rồi thứ bảy chủ nhật thì mình được nghỉ, rồi lúc đó mình dành thì rồi lúc đó mình dành thời gian cho nhau nhiều hơn. Nhưng mà kiểu ý của anh là cái mảng gì á, cái bạn ấy làm cái mảng gì thì phù hợp với Cái em nhé. mảng thôi. Em cũng không, chưa không có, nói chung là nghề gì ngành gì cũng được anh, chứ em cũng không có suy nghĩ tới một cái ngành nào. Rồi. Vị trí địa lý của bạn ấy ở đâu thì phù hợp, quê quán gốc gác của bạn ấy ở đâu thì phù hợp với em. Em nghĩ là gần gần quê em đi, quê em ở Bình Thuận thì gần gần quê em. Nếu mà Bình Thuận thì càng tốt, tại vì thích lấy chồng gần. Còn còn không thì chạy gần gần cũng được. Với lại làm việc ở Sài Gòn cho nó dễ gặp mặt nhau. Quê thì gần Bình Thuận mà ở Sài Gòn bên quê Sài Gòn luôn. Đúng không? Bây giờ em thích em có kỵ vùng miền không? Em Kỳ không thị nha, không. thích vùng miền nào. Rồi. Tuổi tác của anh đấy thì sao em? Dạ, nếu mà được thì hơn em tầm 2 tuổi trở lên đi. Alo. Chết rồi, không nghe nữa. Dạ Ok rồi. được rồi em ơi. Dạ À, nếu rồi. mà được chọn thì chương trình mình sẽ liên hệ lại rồi mình
Sẽ mình là biên tập của chương trình, ở đây có ekip của chương trình thôi, cho nên là Linh sẽ chia sẻ tự tin thoải mái, nói chung là cứ trao đổi cái câu chuyện của mình một cách rõ ràng, cụ thể nhất ha. Rồi bạn chia sẻ giùm mình đầu tiên là họ tên nè, công việc nè, quê quán của mình. Rồi xin mời. Dạ em tên là Ngô Yến Linh, năm 1992 của mình luôn. Và hiện em đang làm giáo viên. Giáo viên cấp mấy em? Dạ em làm giáo viên cấp 1. Rồi rồi bây giờ em chia sẻ một chút điểm mạnh, điểm yếu và đường tình duyên của mình nha. Dạ. Về điểm mạnh, biết quan tâm, vui vẻ, chăm sóc gia đình, thì cũng còn về khuyết điểm thì có thể là thì đường tình duyên cho nên là nó cũng không được kéo dài. Trong trường thì đi dạy buổi sáng thì cũng không có gặp. Rồi rồi cái lý do làm sao mà mình phải tham gia chương trình để tìm người yêu ở ngoài, thầy cô đâu có không, thầy đâu trong trường đó thì sao? Dạ nói chung là trong trường có thầy, đa số có gia đình hết rồi. Với lại em cũng gọi là quen quen trong trường của thì nói chung nó cũng khó. Rồi ok, vậy bây giờ mình muốn tìm một người như thế nào ha? Linh mô tả ngoại hình, công việc, tuổi tác, quê quán của bạn đó luôn, cụ thể ra nè. Dạ, thì nói chung em cũng không hỏi gì cái hình mẫu. Em chỉ có một người đó rồi. Biết làm việc là bạn cũng muốn nam là mình. Dạ, hết rồi ạ. Mình thì mình có theo chồng được không? Dạ có ạ. Rồi mình có nghĩa là theo chồng đi khu vực nào được, nào ra ngoài Bắc luôn được không? Dạ nói chuyện luôn. Rồi ok, cũng chịu theo chồng khu vực gần gần là được ha. Mình có không thích cái ngành nghề nào không, Linh? Dạ không ạ, chỉ người đó ổn định hơn được. Người đó nhỏ tuổi hơn được không? Nhỏ. Chứ đừng có nhỏ quá. Rồi, nhỏ hơn 1-2 tuổi được ha. Không, cái này là quan điểm mình nha, mình nói nha. Chứ ở đây không có ép mà, tại vì mình sẽ hỏi hết những cái tiêu chí để xem là mình... Mình thích người lớn hơn, vậy lớn hơn bao nhiêu tuổi tối đa? 10 tuổi luôn được không? Nói chung là 10 tuổi. Nhưng mà đừng có lớn quá. Rồi. Rồi cảm ơn Linh nha. Nếu mà mình ghi hình á thì báo trước cho bạn bao lâu để mà bạn sắp xếp để tham gia? Dạ báo trước cho mẹ. Nghỉ. Dạ. Rồi ba mẹ mình có tham gia với mình được không? Dạ, nếu được mà là rồi ok, cảm ơn Linh rất là nhiều ha. Nếu mà được chọn thì mình bên chương trình sẽ báo lại cho bạn cái ngày ghi hình. Rồi mình sắp xếp nha. Rồi cảm ơn bạn. Rồi chào Linh nha. Rồi. Mình cố định ngồi lại giúp em ha. Chị giới thiệu về bản thân mình giúp tụi em ạ. Điểm mạnh, điểm yếu chị là gì thì chị nói luôn ha. Rồi em mời chị ạ. Em là Hiền, sinh năm 1984. Điểm mạnh của em thì cũng hay nói nhiều, còn điểm yếu là nhút nhát trước chỗ đông người ạ. Chỉ có vậy thôi ạ. Mình có tài lẻ gì không chị, biết ca hát múa gì không chị? Có, nói về hát thì em có biết hát. Hiện tại quê quán của mình ở đâu và làm việc như thế nào? Em hiện là em sống em là gốc Thanh Hóa, ở Triệu Sơn Thanh Hóa, còn hiện giờ là em đang công tác tại Bình Dương đó chị. Mình công tác ở mảng nào? Em làm bên nhân viên môi trường, nhân viên HSE, kiểm tra ISO môi trường.
Tại cho công ty hả hay là cho nhà nước? Em làm cho công ty chị. Ừ. Rồi. Tình trường của mình như thế nào chị hiện? Dạ em đi hôn 6 năm nay rồi. Thì hiện thì em vẫn sống độc thân một mình ạ. Em có bé gái nhưng mà bé gái ở bên lại à, bé gái là ở bên nội, là ở ngoài quê đó, hả chị? Dạ đúng rồi. Ừ, rồi mình có thăm hỏi thăm nom gì bé không chị? Có chứ. Thì mình chia sẻ với tụi em đi nè, về ví dụ như về cái câu chuyện của chị là chị quen ba bé mấy năm rồi kết hôn khi nào, rồi lý do vì sao mình chia tay vậy chị? Chia tay là do mình không có hợp cho nên mình chia tay thôi, còn bây giờ mình muốn tìm cuộc sống mới cho nên là muốn lên trang hẹn hò này để đăng ký tự coi là mình có hợp với người nào không để đi tiếp cái bước nữa của mình. Còn hiện thì mình sống một mình ạ. Quá buồn đi. Rồi. Rồi, chị nói về hiện tại thì chị mong muốn mẫu người của chị là mẫu người như thế nào? Em thì chị mong muốn là một người có công việc ổn định. Với lại cuộc sống thì vui vẻ một xíu, cùng quê thì càng tốt, còn nếu như gần gần thì cũng chỉ phạm vi ở Bình Dương này thôi chị, chứ xa quá em cũng không dám đi. Nếu mà chương trình tìm được người phù hợp với chị thì chị có xuống dưới Sài Gòn tham gia được không? Dạ được ạ, em luôn sẵn sàng. Hay ví dụ như người đàn ông đó gần gần Bình Dương, không phải là ở Bình Dương, ví dụ Đồng Nai, Sài Gòn này kia thì được không? Dạ được ạ. Thì gần gần cho cái khu vực, chứ mà xác định ở Bình Dương luôn thì lại khó ha. Mình cho em ra Bắc là được chị. Em công việc ở trong này em cũng không muốn ra Bắc, tại vì đôi khi em ở ngoài Bắc nhưng mà em không muốn ra Bắc. Mình là người miền Bắc mà mình không thích Đài Bắc à? Dạ không ạ. Không, nếu như mà ở Triệu Sơn mà công tác ở trong đây cũng càng tốt, Triệu Sơn Thanh Hóa. Còn nếu như mà bảo đi ra Bắc Ninh hay là Hải Dương, Hải Phòng thì em lại cũng không có. Rồi. Dạ. Tuổi tác anh đó là khoảng bao nhiêu tuổi, công việc như thế nào? Mình nói cụ thể giúp em ha. Tuổi tác thì em không có công trọng lắm, nhưng mà nói về kinh tế thì khá giả một xíu. Với lại có nhà có cửa, chứ mà đang còn cái kiểu mà chưa có nhà có cửa ổn định hay là cũng đang còn đi làm vất vả thì chắc em không dám quen. Chứ hiện tại là mình trong đây là mình có nhà cửa ổn định chưa chị? Cũng chưa đâu. Thì em là em đang ở với bố mẹ em mà, cho nên em đi làm trong đây thôi. Em khi mà em đi hôn thì em đã đi tay trắng, em để hết lại tài sản cho gia đình. Còn cái hướng phấn đấu của em thì em vẫn làm để nuôi sống bản thân. Thường là em hỏi thật nha, thường là mẹ sẽ bắt con mà sao là ở bên để cho ba với bên nội nuôi con? Tại vì em có nhiều cái lý do của em. Chị tâm sự với tụi em với. Tại vì em muốn bé có một cuộc sống gia đình ổn định, đi theo mẹ. Em cũng sợ nhiều vất vả, lại đôi khi không may mà em quen một người mà đi theo về người ta không đồng ý cho mình dẫn về thì nó cũng hơi cực cho em. Đó là cái tư duy của em. Rồi, ví dụ như người ta cũng có gia đình, người ta ly hôn như chị gì đó, người ta cũng đang nuôi bé thì chị thấy như thế nào? Em chấp nhận, tại vì em là con người, mình sống con người ích kỷ hay là như thế nào đó, hay là đối xử là con vợ con chồng hay như thế nào, cái đó em đều chấp nhận. Rồi. Dạ. Chị có tài lẻ gì không? Chị có hát hò này kia được không? Có, em hát được ạ. Rồi chị hát vài câu cho tụi em nha. Mời chị. Dạ. Dân hát cũng kỳ ha. Rồi để em hát bài mong mong tình về. Ôi, tự dưng ngồi ở đây tự dưng em cũng quên hết cái lời thoại của cái bài đó. Mình nhớ cái nào mình hát bài đó hả chị ha? À rồi em hát lại một câu thôi nha. Khi người yêu tôi khóc, trời cũng tan dần, cho từng cơn mưa lũ soi trong tâm hồn. Em chỉ hát được đến đó rồi đây.
Rồi, cảm ơn chị. Dạ, cái buổi cách hôm nay thì sẽ nói sơ qua về những cái thông tin của mình ha. Thì sẽ nếu mà mình được chọn vào vòng trong thì sẽ có biên tập gọi lại nói chuyện với mình nhiều hơn ha chị ha. Dạ, vậy em cảm ơn. Dạ. Em xin cảm ơn chương trình nha. Ừ. Dạ.